Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách hướng bảo dưỡng một cái máy mài góc. Cụ thể là trên bàn mình đây là có một con máy mài Makita của khách hàng. Thì máy Boss hay là máy DW với Makita thì nó cũng gần như cơ bản là bảo dưỡng nó sẽ giống nhau thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ từ A đến Z bảo dưỡng và xác định những cái ban bệnh nó hỏng như thế nào ở trên cái máy khi mà nó bị. Thì bây giờ đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì để bảo dưỡng con máy, các bạn cần tháo phần nắp đít ra để kiểm tra than. Đấy, bảo dưỡng là xem những cái phần gì nó yếu kém để thay thế, hoặc là những cái gì nó ấy thì mình bảo dưỡng, mình làm cho nó tốt, nó ngon lành lại. Thì đầu tiên các bạn mở cái nắp đít ra cho mình. Đây thì con máy này của con này thì chắc là của xưởng nhôm kính nhá. Đấy. Đấy các bạn thấy này, sau quá trình các bạn sử dụng các cái bụi bặm nó sẽ hít vào. Ví dụ như các bạn làm thợ cắt gạch cũng thế thì nó sẽ hít các cái bụi đất đá vào thì nó cũng sẽ như này. Thì đầu tiên các bạn gỡ than ra cho mình. Đấy các bạn ở đây sẽ thấy cái lò xo này. Đấy, sau các bạn kéo than lên. Đối với con này thì là than cũng là tương đối nhá. Nếu như mà bình thường ở nhà các bạn mà muốn dùng tận dụng thì các bạn vẫn để dùng được. Còn nếu mà ở như cửa hàng bọn mình thì khách hàng người ta đi lại nhiều thì bọn mình sẽ thay lại luôn cho người ta đỡ phải đi lại. Đấy. Xong rồi thì các bạn mở các con ốc này ra trước. Cái này tí nó sẽ xì sau nhá. Bây giờ chưa xì, bởi vì mở ra xong rồi xì nó sẽ sạch hơn. Đấy, bảo dưỡng thì sẽ tra dầu mỡ ở các cái bánh răng, cho nên là các bạn tháo cho mình 4 con ốc mặt này ra luôn. Đấy, để tháo thì các con ốc này lâu ngày nó sẽ bị côn, nó sẽ bị bụi bẩn. Nếu mà con nào bụi bẩn thì các bạn cày cho nó trồi ra các cái lỗ rãnh nó rõ ràng này. Con nào mà đất nó bám vào ấy thì các bạn cày lên. Đấy, xong rồi thì máy lâu ngày thì các bạn đột cho mình vào cái đầu ốc, đột vừa phải thôi, đột cho nó tấy chân ốc ra thì nó sẽ rất là dễ ra ốc. Đấy, bởi vì lâu ngày thì nó sẽ bị côn chân lại thì các bạn vặn nó sẽ rất là cứng. Các bạn đột vừa phải thôi, đột cho nó tấy ra. Đấy. Sau khi các bạn đột rồi thì nó sẽ rất là nhẹ. Đấy. Các bạn vặn nó rất là nhàn hơn là so với khi các bạn chưa đột thì vặn nó rất là cứng. Bởi vì ốc này nó sẽ có cái lông đen vênh để nó giữ chặt. Với thứ hai là ốc lâu ngày là cái chân của nó sẽ côn lại, rất là khó mở. Đây, mình vặn rất là nhẹ nhàng luôn, không cần phải dùng lực gì cả. Sau khi các bạn đột như thế nó rất là dễ mở. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhé. Đấy, xong rồi các bạn gỡ ra như này. Có một số dòng, một số con ấy, mỡ này nó sẽ bị khô, nó sẽ bị đặc lại. Thì các bạn cào sạch cái mỡ đấy, các bạn bỏ đi. Và vệ sinh sạch xong rồi tí mình sẽ tra mỡ khác vào nhé. Con này thì mỡ nó đang tương đối ướt, nhưng mà tí nữa mình sẽ xử lý luôn. Đấy, đối với 3-4 con ốc ở trên này thì nó sẽ bắt vào thân nhựa nên là cũng không cần phải đột đâu, thì các bạn vặn trực tiếp được. Còn 4 con ốc ở trên đầu này thì nên đột này. Ốc ở đây thì các bạn vặn trực tiếp thôi, bởi vì chân của nó ren nhựa, nó bắt vào cái thân nhựa nên là không cần phải ấy. Đấy, sau khi các bạn gỡ ra, các bạn để ra thứ tự từng cái.
Nếu mà máy Makita các bạn để ý ở đây nó sẽ có một cái khe này để cho các bạn đặt cái tu vít vào các bạn này ra. Đấy, còn đối với boss thì các bạn đặt vào sau đít này. Đối với máy boss thì các bạn đặt vào sau đít này. Thì ở giữa cái rô này nó có một cái khe thì các bạn này lên. Đấy, thì đây là sau khi ấy thì mình đã lấy được ra rồi này. Con này thì rô này, rô to này là máy Makita, thì nó rô này là rô chính hãng mọi người nhá. Thì nhìn vào cái phần keo nó đổi này. Nhưng mà con này thì là của khách hàng, là con này đang nỉ chết rô mọi người nhá. Mọi người nhìn hiện tượng là lam của nó đây đã bị chập nổ này. Đấy, nó đã bị chập nổ. Bạn nhìn này. Bạn nào mà muốn biết kỹ hơn về cách nhận biết cái rô này nó chết hay không ấy, các bạn có thể xem lại cái bài hướng dẫn cách kiểm tra rô to đơn giản nhất ở trong kênh của mình, các bạn bấm vào phần video để xem. Đấy, thì mình có một cái bài rất là chi tiết để cách kiểm tra rô ấy, mèo kiểm tra rô to đấy. Các bạn nhìn này, ở cái phần lam này các bạn thấy màu tím tím không? Đấy, nó nổ, nó cháy cả cái phần nhựa này. Đấy, cái phần nhựa này. Đây, phần nhựa này. Nó nổ, nó xém cháy này, thì tức là cái rô to này đang bị chập nổ. Đấy, thì là nó đã hỏng rô to rồi, thì tí mình sẽ thay rô to luôn cho khách. Và tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo dưỡng vệ sinh cái máy này luôn. Thì đầu tiên đấy, bảo dưỡng cái này ấy, các bạn nếu như máy Makita nhá, máy boss thì các bạn nhấc lên thôi, còn máy Makita thì các bạn mở hai cái ốc này ra cho mình. Đấy, các bạn gỡ cái này ra. Cái này là cái chắn gió. Thì khi gỡ này ra thì nó sẽ trống cái cuộn dây ra, thì các bạn vệ sinh nó dễ hơn. Thì bây giờ các bạn dùng cái phòi xì. Đấy, xong rồi thì các bạn dùng cái phòi xì hơi này. Nếu mà ở nhà gia đình các bạn không có thì các bạn chịu khó là thổi, nói chung là lấy cái chổi gì đấy quét nữa. Thì hết các cái bụi bặm này đi. Các cái bụi bặm này nó sẽ làm cho chập nổ cái rô này nhá. Đấy, nó sẽ làm chập nổ, rất là dễ chập nổ cái rô to này. Đấy, các bạn xì sạch đi. Những cái này đơn giản các bạn có thể sử dụng trên nhà được. Nếu như lâu ngày các bạn dùng mà không bảo dưỡng, không vệ sinh ấy, thì nó sẽ bẩn vào các cái than này này. Đấy, thì nó sẽ làm chập cái cổ góp kia, nó rất dễ làm chết rô. Nhất là những cái bản mà dùng nên là sau khi nó sẽ bền, người ta bảo của bền tại người đấy. Các bạn chịu khó bảo dưỡng thì nó sẽ tốt máy hơn. Rô này thì tí mình thay thôi, còn đây mình hướng dẫn. Các bạn có thấy bụi nó bay từ trong rô ra, nhất là trong các cái khe này, nó sẽ đỏng các cái mạt của cái than ấy. Than sau khi chảy nó có bị, nó sẽ rơi vào trong các cái khe, nó sẽ lâu ngày là than nó dẫn điện, cho nên nó sẽ làm cho hai cái cổ góp này nó chập vào nhau, dẫn dễ chết rô. Xong rồi thì khi bảo dưỡng ấy các bạn cần kiểm tra bi này nhá. Nếu cái vòng nào mà nó kém quá rồi ấy, thì các bạn nên thay đi. Đấy, vòng nào mà nó rơ quá, nó kém quá thì các bạn nên thay đi nhá. Xem con này là bi còn zin không. Con này vẫn là bi zin của máy mọi người nhá. Con này là CHL. Đây, CHL đây. Vẫn còn là bi-zin theo máy mọi người nhá. Đấy, con này chưa có sửa chữa thay thế gì. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo dưỡng cái bi này. Các bạn dùng một cái nhíp nhỏ này, các bạn nảy lên. Đấy, các bạn nảy cái áo này nó ra. Đây là đối với những cái bi còn tốt nhá, thì các bạn bảo dưỡng như này cho mình. Thì lâu ngày nó chảy nó sẽ bị khô mỡ.
khô mỡ trong này. Nếu mà để đảm bảo nhất ấy, thì các bạn nên dùng nếu con nó khô ấy, các bạn nên dùng cái RV7 này. Đấy. Xong các bạn xì. Đây là cái vòi đâu. Đây, mình hướng dẫn các bạn này. Các bạn ở nhà các bạn mua một lò RV7 này, các bạn dùng vào nhiều việc khác, không hẳn là mỗi việc này đâu. Mà sẽ dùng được rất nhiều việc. Đấy, để các bạn mà muốn vệ sinh cho nó dễ, bạn xì cái RV7 vào đây, các bạn rửa trước. Bởi vì chảy lâu ngày bụi bặm nó vào mà. Các bạn rửa. Rửa cho nó ngấm đều đi. Nên nếu mà tốt nhất được ấy, các bạn lấy cái viên bi này ra và nảy tiếp cả cái mặt nhựa còn lại bên này đi, thì nó sẽ sạch hơn. Đấy. Nếu mà con nào bẩn quá ấy, bắt buộc là phải nảy cả cái mặt bên kia xong rồi xì sạch đi. Đấy, nếu các bạn có máy xì hơi ấy, thì các bạn xì lại như mình đây. Còn nếu không thì các bạn cứ quay đều xong các bạn Đấy. Mình có máy xì hơi. Đấy. Đấy, bắt đầu nó trơn hơn hẳn đấy. Xong rồi thì các bạn mới tra mỡ vào. Tra mỡ thì các bạn tra mỡ chịu nhiệt nhé. Đừng tra mỡ ấy. Các bạn tra cái mỡ chịu nhiệt vào. Tra không cần quá nhiều đâu mọi người nhé. Vừa phải thôi. Bởi vì nhiều rồi nó cũng sẽ òe ra thôi. Chảy nó còn phải có cái không gian mở để cho nó ấy bi nữa. Đấy, như thế là ok rồi. Các bạn cứ nhìn những cái vòng bi mới mà khi mà người ta bán ấy, thì nó chỉ có một lượng mỡ nhất định thôi. Không phải người ta cho ít để nó nhanh hỏng, mà bởi vì nó phải có không gian mở cho cái bi nó hoạt động nữa. Thì đừng tra nhiều rồi nó cũng sẽ bị òe ra thôi. Đấy, xong rồi thì các bạn bắt đầu với đóng cái nắp này lại. Đấy, xong các bạn quay sau. Quay đều này, sau nó chảy nó sẽ tự bôi trơn đều tất cả bên trong. Đấy, đấy là cách bảo dưỡng bi. Các bạn làm với hai vòng luôn. Đấy, đối với vòng trên này thì các bạn mở. Đằng nào mình thay rô thì mình hướng dẫn luôn này. Đây. Con này chắc phải dùng kim chết. Để mở được cái rô này thì các bạn cặp cái thân vào eto hoặc là dùng cái kim chết. Còn nếu ở nhà các bạn không có đồ thì các bạn bọc vải vào xong rồi nhờ người giữ. Đấy, xong các bạn dùng cá lê 10 hoặc là T10 như mình này. Các bạn mở ra thôi. Đấy. Các bạn mở cái đầu ốc ra. Khi bảo dưỡng thì các bạn nên xem có cái đầu bánh răng nó đã mòn chưa nhá. Nếu nó mòn quá thì các bạn thay thế. Đấy, và đây là bi này. Để lấy được cái bi và cái mặt nhôm giữ bi này ra thì đối với Makita nó dễ hơn bót. Đấy, Makita thì các bạn cứ kê này lên đóng thôi. Nhưng mà lưu ý một điều là không được đóng mảnh nhá. Đóng từ từ thôi. Để nhớ có những con là trục nó có vấn đề một chút, người ta tiền nó hơi căng thì nhiều khi người ta đóng vào rất là căng. Đấy, đóng vào căng mà các bạn kê vào mặt nhôm này mà đóng mảnh quá mà nó không ra được là nó vỡ mặt nhôm này. Đấy, lưu ý nhá. Tức là mình đóng lửa ban đầu để mình thử xem là nó có cứng quá hay không. Tức là ở cái lực đấy nó không thể phá vỡ mặt nhôm, nhưng mà nó sẽ đủ để cho cái đầu rô này nó tuột ra. Đấy, nếu mà đóng ở cái lực đấy các bạn thấy nó cứng quá thì bắt buộc các bạn phải kê vào phần cánh quạt. Tức là các bạn sẽ đóng cả cánh quạt ra luôn thì nó sẽ an toàn và không vỡ cái mặt này nhá. Bây giờ mình sẽ đóng cái này ra. Đấy, mình sẽ kê cái mặt này lên đây. Đấy, xong mình sẽ đóng cái này ra.
Đóng cái này thì các bạn dùng một cái đột nhôm này. Đột nhôm thì nó sẽ mềm, nó sẽ đỡ làm tòe cái đầu ren này. Nếu như bạn nào mà không có đột nhôm mà bắt buộc dùng sắt đấy, thì các bạn phải để một cái lá mỏng hoặc cái gỗ hoặc cái gì đấy lên đây để cho nó sẽ chịu lực, là cho đỡ bị tòe cái này. Đấy, xong các bạn đóng cái này. Đấy, các bạn gõ như thế là ra. Con nào nó bình thường là nó bình thường là nó sẽ như thế ra. Con nào nó bị đặc biệt quá, nó cứng ấy, thì các bạn gõ này nó không ra, thì khi đấy các bạn bắt buộc phải tháo cả cánh ra. Chứ con các bạn mà cố đóng là sẽ vỡ cái mặt nhôm này. Đấy, thì cái bi trên này thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Đây, cái bi trên thì các bạn cũng dùng cái nhíp nhỏ này. Các bạn nảy ra như này cho mình này. Đấy, các bạn thấy không? Trong này có cái mỡ nó đã bị khô này. Nó hơi khô rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn vệ sinh này. Các bạn nảy cả hai ra nhá. Đấy, các bạn nảy cả hai mặt này ra. Xong rồi thì các bạn xì RB7 vào đây. Đấy. Các bạn xì xong rồi thì bạn cần để cho một chút cho nó ngấm, xong các bạn xì sạch đi. Đấy, các bạn muốn cho nó quay các bạn cầm vào trục ở giữa. Đấy. Đấy, quay tít này. Đấy. Thì sau khi như này xong rồi thì khi đấy các bạn lại bắt đầu với tra mỡ mỡ vào. Đây là mình hướng dẫn là dành chung cho tất cả các bạn nhé. Các bạn ở nhà mà chưa có bi ấy, thì hoặc là bi của các bạn nó vẫn tốt ấy, thì các bạn bảo dưỡng như này. Còn nếu như mà bi nó đã kém rồi, kém quá rồi ấy, thì nên thay nhé, không nên bảo dưỡng làm gì cả. Đấy, xong các bạn úp cái mặt này lại thôi. Xong các bạn lau đi. Đấy, như thế là đã bảo dưỡng xong cái phần bi ấy. Quan trọng bảo dưỡng này là phần bi bánh răng và kiểm tra hư hại thôi. Kiểm tra hết than hay không thì thay than thôi. Còn cái phần bánh răng này thì nó đơn giản thôi. Phần bánh răng này thì các bạn chỉ việc tra mỡ vào. Nếu con nào mà mỡ nó khô, nó đặc quá thì các bạn cài bỏ đi nhá. Các bạn lấy bỏ đi. Còn như con này thì mỡ nó vẫn còn cái đổ mìn này. Đấy. Nó có đổ mìn này thì không cần. Đấy, các bạn tra vào đây cho mình. Tại sao cái bánh răng này nó thiết kế các cái lỗ này? Đây. Các cái lỗ này là để nó chứa các cái mỡ. Khi mà chảy nó sẽ san ra vào các cái mỡ để nó giữ mỡ lại. Bắt đầu sau chảy thì nó lực văng nó sẽ ra, thì nó sẽ bôi trơn cho bánh răng này. Đấy. Tra mỡ này các bạn không nên tra nhiều quá. Đấy, trong này nó sẽ làm các cái vách chia, đấy là để đựng mỡ. Sau khi chảy nó sẽ lực ly tâm, nó sẽ cuốn cái mỡ lên để bôi trơn cho bánh răng. Như con này thì mỡ nó vẫn gọi là còn đảm bảo nhé, không cần phải tra nhiều. Còn đối với các bạn dùng ở gia đình mà nó ít mỡ quá rồi, hoặc là nó khô quá, nhất là những cái mỡ mà khô đặc nhé, thì các bạn phải cày bỏ đi, chứ không nên tận dụng làm gì cả. Còn nếu mỡ nó còn ướt, còn ok thì các bạn tra thêm, bổ sung thêm thôi. Đấy. Đây thì bây giờ mình sẽ thay rô luôn cho khách. Thì nếu mà bạn nào chưa biết cách tháo cái bi sau thì các bạn xem đây, của mình đây để tham khảo luôn cũng được. Các bạn có thể dùng vam hoặc là dùng như đồ của mình như này. Đấy, mình thì mình cài vào đây. Xong rồi mình sẽ gõ xuống. Đây, mình bỏ. Đấy, như này là nó đã gần ra, gần hết rồi. Đấy, nó gần hết thì bây giờ mình sẽ đóng cái là nó xuống thôi. Đây, các bạn dùng một cái đột nhọn này, nó bằng vào cái lỗ này, bạn đóng này. Đấy, như thế là các bạn đã lấy được hai cái vòng bi này ra rồi.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay than này luôn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ có một cặp than mới này. Mình dẫn các bạn thay luôn này. Thay than này nó cực kỳ dễ. Các bạn có thể dùng một cái nhíp hoặc là dùng một cái tu vít bé này. Đối với Makita các bạn nảy nó lên. Đấy. Các bạn nảy nó lên như này là các bạn thay được thôi. Nhớ lưu ý là khi thay than các bạn phải quay cái mặt đồng này sang bên trái. Cái phần mà nó làm khuyết đây này. Đấy, cái ổ than nó sẽ làm khuyết để cho cái phần dây đồng nó chun ra đấy. Còn các bạn mà quay ngược này là nó sẽ bị kẹt than. Đấy, nếu mà quay ngược như này nó sẽ bị kẹt than là các bạn sẽ bị hiện tượng là máy chảy nó. Một là nó không chảy, nó không tiếp xúc được than xuống rô, nó không chảy. Hai là nó sẽ đánh lửa bùng bộp luôn. Là bởi vì là cái tiếp xúc than nó không xuống được. Nó tiếp xúc kém. Đấy thì các bạn nhớ lưu ý cho mình là các bạn quay cái mặt than, cái mặt dây này sang bên trái, sang ở cái phần điểm khuyết này. Kể cả bot hay là DW cũng thế, các bạn cần lưu ý như thế cho mình. Xong rồi thì các bạn mới cài cái thanh đồng này vào. Một cái lưu ý, nếu như bạn nào mà cài cái này không quen thì các bạn nên để ở ngoài này. Xong rồi các bạn dùng một cái vật nhọn, các bạn hơi nảy cho cái lỗ này nó to ra một tí thì đút nó dễ hơn. Còn không thì nếu quen thì cứ thế nhét, nhưng mà nó sẽ hơi khó nhét hơn một tí. Còn các bạn nảy ra thì nó sẽ có cái điểm đầu hở, nó sẽ dễ vào hơn. Đấy. Nhớ là các bạn phải bỏ cái than vào trước, xong rồi mới dắt cái dây đồng vào nhé. Đừng có dắt trước xong rồi bỏ vào sau là rất là khó bỏ. Đấy, xong rồi thì các bạn dùng cái tu vít này các bạn đẩy nó xuống thôi. Đấy, đẩy nó vào như thế là được. Đấy. Tương tự bên này cũng thế. Các bạn để tu vít bên dưới các bạn nảy nó lên. Nảy cái thanh đồng lên, đấy. Xong rồi thì các bạn bỏ cái mới. Bây giờ mình sẽ thử bỏ một cái này, mình không nảy trước nhá. Thì nó sẽ hơi khó hơn đấy. Quen thì các bạn đẩy nó đúng vào điểm thì cũng được. Còn không, nhiều bạn là dắt mãi không dắt được vào đâu. Bởi vì thường là các cái than này nó sẽ làm nó sẽ rất là khít. Đấy, nếu quen thì đặt như thế nó không sẽ vào thôi. Đấy là cách thay than. Đấy thì bảo dưỡng này nó chỉ đơn giản như thế thôi. Các bạn làm những cái đấy thôi, để cho máy nó sẽ bền hơn và nó tránh các tình trạng nó chập nổ. Đây thì mình đã có một cái rô to mới này. Đấy, cái rô này là rô thay ngoài thôi mọi người nhá, không phải là rô công ty, rô xỉn như này. Rô xỉn này thì giá thành nó sẽ cao hơn. Mà khách hàng thì làm trong môi trường nó bụi bặm, người ta cũng rất ngại thay cái đồ nó hơi đắt một chút, nhiều khi nó chập nổ cái là ra đi thôi. Không chắc là nó tốt, là nó ok hơn đâu. Miễn là các bạn thay những cái rô nó đảm bảo là được, đừng thay rô nó rẻ tiền quá. Rô nó không có xuất xứ hay là gì cả. Rô này thì nó vẫn là rô tầm trung thôi. Đấy, nó có mã số đầy đủ. Ok, gọi là rô thay được. Đấy, không phải là rô quá xỉn hay là cái gì cả. Còn thay cái này đơn giản các bạn bạn đặt lại viên bi này vào. Đấy. Xong chiều này, các bạn nhớ cái chiều này này. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ đóng vào. Thì cái kiểu đóng này gọi là đóng 2 trong 1, tức là đóng 1 bi mà được 2 bi luôn. Đấy. Thì các bạn đặt vào như này, xong các bạn đặt viên bi này vào đây luôn. Xong các bạn đặt vào cái phần thanh sắt chéo này. Đấy thì các bạn đóng cái viên bi trên này. Các bạn đóng viên bi trên thì nó sẽ vào cả viên bi dưới luôn. Mình gọi là kiểu đóng 2 trong 1. Đóng cái này các bạn lửa đóng dứt khoát nhá. Nếu bạn nào không quen thì tốt nhất kê ống tiếp lên để đóng, đừng có đóng trực tiếp búa như mình. Cái này mình thì mình quen rồi thì mình thấy lửa được. Còn các bạn đóng không quen, các bạn mà đóng lệch sang một bên là nó hỏng bi đấy. Đóng mà không đúng vào cái điểm tâm trục mà các bạn đóng sang một bên viền này là nó hỏng bi đấy. Cho nên là tại sao là
Mình có thể nhiều khi bọn mình quen thì bọn mình làm theo thế được, nhưng các bạn đừng làm, nếu mà chưa quen thì đừng làm theo như thế. Các bạn nên dùng một ống tiếp vừa bằng cái cabin trong càng tốt, còn nếu không bằng cabin trong thì nên bằng cabin ngoài các bạn đóng vào nhé. Xong rồi thì bây giờ thì các bạn lại đặt rô, đặt bánh răng vào thôi, xong rồi bắt ốc. Thế là đã hoàn thành cái quá trình bảo dưỡng, còn lắp vào nữa là ok nhé. Thì bây giờ thời gian cũng khá là nhiều rồi, thì mình cũng kết thúc video ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu trong video có những gì thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn sớm nhất. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký để cập nhật xem nhiều hơn những cái video mà khi mà mình đăng lên YouTube thì sẽ được thông báo cho các bạn và xem được sớm nhất. Bạn nào thấy video hay bổ ích, các bạn có thể để một like để ủng hộ kênh, để cho mình có động lực hơn để làm những video hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin chào mọi người nhé.